mừng các bạn đến với Chloe's Entertainment Channel. Hôm nay mình sẽ review cái món đồ chơi là bác sĩ thú cưng. Do là Chloe rất thích nuôi cún, nhưng mà tại vì Chloe không có thể tự chăm sóc cún được, cho nên là ba Chloe đã mua con cún, con chó con này về cho Chloe nè. Đó, và Chloe cũng thích chơi làm bác sĩ nữa. Hôm nay Chloe sẽ khoe với các bạn cái bộ đồ chơi này nha. Để coi bên trong có cái gì nha. Mình nhìn sơ sơ xung quanh trước nha các bạn. Đây là cái chuồng đựng con thú cưng nè. Đó, bằng chất liệu nhựa rất là đẹp, màu sắc cũng thiết kế cũng rất là đẹp. Rồi bây giờ mình xem coi bên trong có cái gì nha. Đây, có cái nút mở ở đây. Đó, bên hông có một cái chỗ mở. Đây, mình có thể lấy cuốn. Đây, bình thường là các món đồ chơi nó sẽ nằm hết ở trong đây. Bây giờ mình lấy ra nha, để xem ở trong đây có cái gì nha. Đây là các dụng cụ y khoa mô phỏng theo cái của đồ chơi bắt của các cái dụng cụ của bác sĩ đó các bạn. Đây, một chú cún. Đây, rất là dễ thương nha các bạn. Lông rất là mềm mượt nè. Đó, chú cún chó đốm. Ui, cái mặt nhìn thấy cưng cái chưa. Rồi, mình để cún qua bên đây nha. Đây là cái chuồng của cún. Đó, cái chuồng này có tác dụng làm cái gì ta? Khi mà Chloe đi ra ngoài chơi đó, cái Chloe xách cún đi chơi, thì bình thường mình sẽ bỏ cún vô đây nè. Đó, cái mình xách đi chơi để cho cún được an toàn, không có chạy nhảy lung tung á các bạn. Đây, các bạn nhìn nè, dễ thương không? Đó, mình xách đi chơi nha. Đó, nè. Rồi, đây là bộ đồ chơi bác sĩ thú cưng. Dùng để làm cái gì đây ta? Đây các bạn, đây là cái bộ dụng cụ nè. Giờ mình nhìn coi có gì nha. Đây, ống nghe bác sĩ. Đó, đẹp quá dễ thương quá Màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Đây. Rồi, đây là mình có cái lược chải lông cho cún nữa nè. Rồi, đây là cái búa gõ vô cái chân cún. Chén mình đựng dụng cụ, chẳng hạn như mình có cái băng keo hay là gì đó mình bỏ lên đây để khi mà mình chữa bệnh cho cún á. Rồi, kéo nữa nè. Cái này á là cái đồ gấp bông băng á nha các bạn. Đó, đây là cái kéo, là kéo mình cắt cái mấy cái băng quấn vết thương. Rồi, kẹp nữa nè. Đó, các cái dụng cụ này là dùng để phục vụ cho việc chữa bệnh cho thú cưng của mình nha. Đây là cái khay. Cái này là để coi ở trong cái miệng của con cún coi nó có bị viêm lợi không, viêm răng gì không, ví dụ vậy. Đây các bạn, ống chích. Wow, bự quá, cái này mà chích một phát chắc khóc thấy ông trời luôn quá. Dễ thương quá. Đây, cái này là cái gì đây không biết nữa. Chloe cũng chưa biết nữa nha các bạn. Không biết cái này dùng để làm gì nữa. Nè, nhiệt kế này, đo nhiệt độ này để coi chó có bị sốt hay không á. Đây, mình xoay nha. Đây, độ F nè, độ C nè, đó, 38 độ C. 38 độ C là sốt nha các bạn. Đó, 38 độ C trở lên là sốt. Con người mình là như vậy, còn cún thì mình không có rành. Tại vì mình đang học làm bác sĩ mà, mình thích làm bác sĩ lắm. Ok. Đây là đo cái... mình coi trong TV á các bạn, mình thấy là các cái... Hoặc là mình khi mình đi khám bệnh á các bạn, mình thấy là các cái bác sĩ hay là quấn vô trong cái tay vậy nè. Đó, xong mà cái coi cái đo cái áp suất hay đường huyết gì đó, xong mà cái bóp ở đây nè. Đó, mình có hai cái tay là mình không có tự quấn cho mình được. À đây, ở đây nó có một cái chỗ dán ở đây, à mình có thể quấn được, thử coi. Vô đó, giả bộ nha. Đó, đây, bóp nha. Rồi, bao nhiêu đây? Không biết nữa, không hiểu những các cái chỉ số này nha.
giả bộ thôi mà, giả bộ chơi mà. Ok, đây là các cái đồ nghề dụng cụ của cái bộ này để mà mình làm bác sĩ. Ôi, cái bạn chó này dễ thương quá các bạn ơi. Chloe rất là thích bạn này, cứ mỗi lần mà đi học về là Chloe sẽ chơi với các bạn cún này nè, ôm bạn cún này. Trời dễ thương quá à. Đó, thôi bây giờ mình sẽ theo chân Chloe. Chloe, bữa nay Chloe sẽ làm bác sĩ cho bạn coi, các bạn coi nha. Chloe sẽ mặc đồ bác sĩ luôn, sẽ khám bệnh cho con cún này nè. Đó, thì các bạn theo chân Chloe nha. Ok, đi thôi, đi thôi. Xin chào Cúc, hôm nay Cúc đến gặp bác sĩ Chloe để chữa bệnh cho thú cưng đúng không? Mời vào. Bác sĩ ơi, coi giùm tôi con chó của tôi đi. Không biết nó bị gì mà nó bị xỉu rồi. Nè, bác sĩ coi đi. Rồi, bác sĩ khám bệnh cho nó đi. Không biết tại sao nó bị xỉu. Cái con chó của tôi nó bị gì vậy bác sĩ? Sao rồi, tỉnh nó còn thở không bác sĩ? Bệnh rồi, giờ bác sĩ chữa làm sao? Bây giờ bác sĩ có cho nó thuốc uống không? Bác sĩ cho nó thuốc uống đi để cho nó tỉnh lại. Tội nghiệp lắm à. Coi coi nó có bị con gì đúng không? Không có gì hết. Coi coi có con virus nằm trong cái lỗ tai của nó không? Không hả? Rồi bây giờ khám tay bên kia. Rồi có thấy gì không bác sĩ ơi? Không thấy luôn. Rồi bây giờ khám miệng cho nó đi. Lấy cái nào khám miệng. Cái này nè. Rồi khám miệng cho nó đi. Đâu nó có bị răng sâu không? Không hả? Rồi thôi vậy thôi. Bây giờ cái răng nó không có bị gì hết. Bây giờ khám cái bụng cho nó đi. Đâu rồi? Nè cái bụng nó nè. Sao? Nó còn thở không? Không thở luôn. Bây giờ bác sĩ làm sao cho nó thở đi. Rồi đây đi dịnh cho đi, xuống dịnh cho. Rồi thì rồi bác sĩ bơm nó lên đi. Rồi coi coi bao nhiêu. Bao nhiêu rồi? Trời ơi. Bao nhiêu nữa cô coi coi. Trời ơi 132. Nó đang bị, nó đang bị gì rồi? Thôi bây giờ tháo nó ra đi. Giờ tháo nó ra vậy, lấy cái gì? Đo nhiệt độ cho nó đi. Coi coi nó có bị sốt không? Bao nhiêu độ? Wow, 98 độ. Trời ơi, cái này là nhiệt độ nước sôi rồi chứ không phải nhiệt độ bình thường. Thôi, rồi, giờ sao nữa, giờ mình làm gì nữa? Thôi giờ mình cắt lông cho nó đi. What? Rồi, gõ coi cái chân của nó có bị gì không? Không có bị hết. Không bị gì hết hả? Rồi, ok. Thôi bây giờ mình lấy thuốc đi, mình chích cho nó bớt sốt đi. Khi làm gì vậy? Chạy tóc cho nó. Thuốc vô đi rồi chích cho con chó. Tóc kia sợ. Rồi, bỏ thuốc chưa? Rồi, bỏ thuốc chưa? Rồi, chích đi cốc nhiệt con chó này nha. Mà sợ. Sợ hả? Muốn gì đâu sợ. Chích nhanh lên để nó khỏi, nó không có la. Rồi, xong.
Ok. Rồi, bây giờ cho nó nghỉ ngơi đi. Cho nó nghỉ ngơi nha. Cho nó ăn hả? No. Ôi, cái này là cái đồ nghề mà. Rồi, được rồi. Cho nó ăn đi. Rồi, để nghe cái nha. Rồi. Xong rồi, bây giờ mình bảnh á. Cho nó đi ngủ đi nha. Cho nó đi ngủ nha. Rồi, ok. Rồi, để con coi coi. Nó khỏe hơn rồi nè. Cảm ơn bác sĩ nha. Buổi review đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh của Chloe để Chloe có thêm động lực làm thêm các video mới nha.